Máy xịt thơm phòng tự động à? Có vẻ tiện lợi đấy nhở? Test luôn. Kèm theo máy xịt là hai bình nước hoa với hai mùi hương khác nhau. Cái này thì khi mua, mọi người chọn hương thơm theo sở thích nha. Điều ấn tượng ý, nó có 3 mốc thời gian để mình cài đặt: 8 phút, 15 phút hoặc 25 phút. Tuấn thì lựa chọn 15 phút tự động xịt một lần là phù hợp nhất với căn phòng. Phòng vệ sinh dù có sạch đến mấy đi chăng nữa vẫn có mùi hôi khó chịu nên Tuấn sẽ đặt ở đây. Quan trọng vẫn là hương thơm đúng không? Nó khử được mùi hôi, thơm dịu và rất dễ chịu nữa. Hai bình này chắc dùng cả năm mới hết quá. Mọi người nên đặt ở vị trí cao hơn một chút để mùi thơm được tỏa đều khắp căn phòng nha. Đặc biệt nó sẽ tự động xịt nên căn phòng của mình lúc nào cũng thơm mát, cảm giác không khí căn phòng nó trong lành hẳn lên. À mà với sản phẩm này mọi người có thể đặt bất kỳ vị trí nào mà mình muốn. Tổng kết lại, 5 sao tuyệt đối nha. Xe điện thăng bằng này nhìn phê quá nhở? Múc. Xe điện thăng bằng thì đã có từ khá lâu và trải dài trong nhiều phân khúc. Bây giờ nó đã phổ biến hơn rất nhiều rồi, từ thành thị tới nông thôn, không hiếm để bắt gặp các cô, các chú đi chợ hay các bạn trẻ, các em nhỏ vui chơi bằng xe điện thăng bằng. Điều quan trọng là tìm được một chiếc xe giá cả hợp lý và chất lượng tốt nữa. Sau khi trải nghiệm, Tuấn thấy chiếc xe này rất tốt trong tầm giá, cảm giác đi nó phê lắm. Nó mang lại trải nghiệm rất tốt khi sử dụng. Các bạn chưa đi bao giờ, chỉ cần tập khoảng 5 phút là đi được ngay, dễ sử dụng lắm. Ngoài ra, nó còn trang bị thêm đèn LED để trang trí và đèn chiếu sáng khi đi vào lúc tối nữa. Thêm vào đó, xe có thể kết nối Bluetooth tới điện thoại để nghe nhạc khi di chuyển. Vấn đề quan tâm nhất là về phần pin, thì Tuấn mất gần 4 tiếng để sạc đầy và trải nghiệm liên tục khoảng 1 tiếng thì pin còn một vạch. Khá là trâu đấy. Tuấn có một chút lưu ý cho mọi người, nên tắt đèn vào ban ngày và hạn chế kết nối Bluetooth thì pin sẽ dùng được lâu hơn nha. Đây là cái bình rót tự động. Rót cái gì thì mọi người biết rồi đó, 100% không sai không về. Hiện nay có rất nhiều loại bình rót tự động rồi, nhưng Tuấn thấy cái bình này là đẹp nhất. Giống như kiểu bình trong siêu thị hay ngâm sâm Hàn Quốc để bán ý. Dung tích 2,7 lít rất là nhiều nha. Thân bình được làm từ thủy tinh, còn chân đế và nắp đậy làm từ nhựa thôi, nhưng có phủ sơn vàng nên nhìn rất sang chảnh. Ngoài ra còn có cái trò chơi xoay ô giống như kiểu chiếc nón kỳ diệu ý. Cái này mà lúc xoay vào chơi thì chắc vui lắm nè. Ông nào mà xoay được vào ô uống 2 ly thì ố rồi ôi, tôi xin. Nhìn chung có cái bình này đặt ở bàn nhậu mỗi khi gia đình có khách hay bạn bè tụ tập liên hoan thì rất tiện lợi và sang trọng nữa. Với lại nó định lượng được mức độ rót ra nên ly nào cũng bằng nhau hết, không ai sợ thiệt nha. À, có cái bình này làm quà ra mắt bố vợ nữa thì hết nước chấm nha. Bố ưng mày luôn rồi đó. Tổng kết lại, 5 sao tuyệt đối nha. Dụng cụ viên thịt viên cá này có vẻ tiện lợi. Test luôn.